Trong các ứng dụng phổ biến để mua sắm trực tuyến giá rẻ tại Séc có thể kể đến như các e-shop của Trung Quốc, Temu, Shein hay các trang Internet như Wish, Allegro hoặc AliExpress. Tuy nhiên, người dùng nên cẩn thận với những cửa hàng điện tử này khi đăng nhập. Với hầu hết các ứng dụng tương tự, sau khi tải xuống, ứng dụng sẽ xuất hiện 3 tùy chọn đăng nhập, chẳng hạn như tạo tài khoản mới, sử dụng hồ sơ đã có trên mạng xã hội khác hoặc sử dụng tài khoản được liên kết với email. Theo chuyên gia an ninh của công ty Chessnet, Jan Kloak, tùy chọn nguy hiểm nhất là kết nối ứng dụng với tài khoản chính trên mạng xã hội như Google hoặc Facebook. Theo chuyên gia, cách an toàn nhất là kết nối với một email riêng, tạo một email riêng, một tài khoản riêng cho các cửa hàng điện tử mà người dân sẽ sử dụng. Bên cạnh đó, người dùng cần phải cẩn thận thêm những điều khác, chủ yếu là các điều kiện mà người dùng chấp nhận khi tạo tài khoản, như truy cập mạng xã hội. Ông Kloak cảnh báo, ứng dụng hứa hẹn cho người dùng rằng có thể mua hàng từ Trung Quốc với giá rất rẻ, nhưng ứng dụng cũng xâm nhập vào mạng xã hội, lọc những gì mà người dùng theo dõi và quan tâm. Mặc dù Văn phòng Quốc gia về An ninh mạng và Thông tin không nêu tên các ứng dụng cụ thể trong cảnh báo, nhưng trước đó đã kiểm tra cửa hàng điện tử Temu của Trung Quốc. Theo chuyên gia Thomas Krajci của văn phòng, đây chủ yếu là những ứng dụng yêu cầu những quyền ngoài tiêu chuẩn trên thiết bị của người dùng, thu thập quá nhiều dữ liệu người dùng, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Người dùng có thể tìm hiểu những ứng dụng có quyền gì trong cài đặt điện thoại và có thể tắt các quyền truy cập cá nhân. Ông Kloak cũng khuyến nghị người dùng nên tắt quyền truy cập vào máy ảnh bởi một cửa hàng điện tử không nên có quyền truy cập này. Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân muốn sử dụng những ứng dụng như vậy, cách an toàn nhất là nên thực hiện giao dịch mua một lần và sau đó luôn gỡ cài đặt chúng.